Xin hỏi là men gan cao thì uống cây thuốc nam nào là tốt nhất ạ? Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, men gan tăng cao là một căn bệnh rất là phổ biến và hiện nay rất là nhiều người mắc phải, đặc biệt là do tình trạng sử dụng bia rượu quá mức. Để điều trị men gan cao thì giải pháp hiệu quả và được nhiều anh chị em áp dụng nhất hiện nay đó chính là phương pháp dân gian. Để điều trị men gan cao thì chúng ta có cây cà gai leo là cây thuốc điều trị men gan cao rất là hay. Mỗi ngày chúng ta sử dụng khoảng 40g cây cà gai leo khô sắc uống thay nước hàng ngày. Hiện nay thì tại Thảo Dược Đức Thịnh đang có bán cây cà gai leo với giá là 150.000 đồng một ký. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhà thuốc thông qua số điện thoại 0972 409 268 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm ạ.